Mình đã cảnh báo trước rồi là khi mà đã thả cái đai quýt rồi thì chẳng còn có gì để đép ít bầu cả. Và bây giờ là Siake và TNT. World Cup Việt Nam đánh tiếp là phải đợi khi mà tầm độ khoảng tuần nữa. CK TNT là Hàn Quốc, còn CK là bọn Hồng Kông mà, Trung Quốc mà. Tiếp theo Executioner. Wow. Executioner với Tomando. À biết lại thằng mấy kiến này. Phải kéo con. Vâng. Shadow Cut. Ăn không vào không. Còn đai nằm xuống rồi. Vẫn có một hit đến từ Xbow. Không có rồi. Phải nói là từ khi mà con ngựa được búp thì bây giờ dùng cái con này, dùng cái con kiến này, ba con xương này á, thủ rất tốt, được ưa chuộng nhiều hơn. Ngày xưa mình thấy nó lại nó kiểu gì nhỉ, phế. Phải rất cẩn thận khi họ dùng vâng, lại là Hawk. Thủ rất là tốt đấy từ CK. Vâng. Mày kinh nghiệm của tao, kinh nghiệm không kém. Kích hoạt anh Nick King rồi. Như thế này thì đi sẽ ăn game này thôi. Còn này làm số không? Đã bị chặn bởi nó rồi. Ronaldo. Vâng, con Hawk phải nhảy quay lại. Một điều rất là buồn cười. Bây giờ hạ con Executioner thì họ dùng con gì để thủ đây? Hạ đi. Rồi bây giờ tốt tay. Thật ra là Hawk thông minh đấy, tại vì là nó nhìn rất nhanh. Bây giờ mình nghĩ là cứ quay từ thế này à? Gối lời máy xin nổ vẫn được 660 máu. Với khả động cát cộng với tuần đô thế này là làm sao có thể con Hawk không vào chụp được. Tiếp theo lại là hit cap rồi, vẫn có một hit rồi, vẫn có một hai hit đến từ con hit cap. Và cứ quay dừng như thế này thì TNT đã sắp mặt thôi. Cần gì mẹo. Hawk Tornado. Họ cũng poison. Phải nói là nhếp nháp, không nên câu nhếp nháp, mình nghĩ cứ poison thôi. Tornado, vẫn chưa kịp rồi. Poison block. Poison block thì bên kia nhanh hơn đấy. Poison block thì bên kia sẽ nhanh hơn. Poison block thì bên kia sẽ nhanh hơn. Tornado kéo sang bên kia rồi. Còn Khan Cát cộng. Có Tornado chưa? Poison rồi, bảy đi. Còn Khan Cát nằm bắn bên kia rồi. Rồi, vẫn có một. Vâng, thả con Khan Cát thì tự do thì bên kia rồi vẫn còn. Và một lần thôi, một mình con Shadow Cap bên kia là 900 máu. Hãy liệu chừng với lại con tên Shadow Cap của Siake. Shadow Cap nằm xuống không? Nằm xuống rồi, em phải nằm xuống rồi, ngay sân về sân nhà rồi. Bây giờ là Poison. Mình nghĩ là cần phải 4 cái Poison nữa.
có lock không mà bảo chung là đông đập được. Poison rồi, một cái lock nữa thôi. Như thế này thì TNT sẽ ăn. TNT sẽ ăn một cái lock. Ở hai cái lock nữa, một hai cái lock nữa. Tôi đâu rồi. Ui, nhấp nhấp. Poison, con cao độc cát bị nằm xuống rồi. Như thế này thì TNT sẽ ăn rồi. Ăn rồi. TNT không ăn được rồi. Hay quá. Anh là fan đấy.